Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét giảm thuế VAT về 8%. Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất năm 2023 giảm 2% mức thuế xuất thuế VAT với tất cả hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%, còn 8%, giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính VAT đối với cơ sở kinh doanh, bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT 10%. Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu giảm 2% thuế VAT cho tất cả hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 6 tháng, tổng số tiền thuế giảm khoảng 35.000 tỷ đồng. Mới đây, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng, VAT. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội theo đúng quy định, chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất. Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng dự thảo nghị quyết này theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp vào tháng 5 tới.